Phật sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Năm đầu Vĩnh Nguyên, Nam Tống, Kinh Châu. Phu quân, nơi này cách Kinh Châu hơn 20 dặm đường, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi khởi hành tiếp? Không cần. Huynh đài, ta trả thêm tiền cho huynh, trước khi trời tối phải tới được Kinh Châu. Được thôi. Phu nhân! Phu nhân! Phu quân! Phu nhân! Phu quân, chàng bị sao vậy? Lúc nãy tim ta tự nhiên đập rất mạnh, đổ mồ hôi khắp cả người. Giờ chàng thấy thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi. Có điều trái tim vẫn cứ đập loạn xạ không yên. Sao lại như vậy? Phu quân, chàng mới tới Sáng Lăng 10 ngày, chuyện chính vụ trong nhất thời sẽ không thể xong ngay, hay là chàng nghỉ ngơi nhiều hơn đi? Không đúng, không liên quan tới chuyện nhà môn. Ta có một linh cảm không may mắn, e là ở nhà đã xảy ra chuyện. Ở nhà? Cha mẹ lâu nay làm việc đâu ra đó? Nếu có chuyện gì thì sẽ gửi thư báo tin. Phu quân, chàng lo nghĩ rồi. Phu nhân, nàng có từng nghe nói cốt nhục thân thích sẽ có cảm ứng tương thông không? Hôm nay có dự báo điềm không lành. Phu quân, chàng tài cao bác đẩu, học vấn cao thâm, sao lại có suy nghĩ mê tín hoang đường như vậy? Hơn nữa, chàng vừa mới nhậm chức, triều đình và bá tánh đều đang trông chờ vào chàng. Nếu chàng bỏ đi, há chẳng phải bỏ bê chính vụ sao? Sao có thể làm vậy chứ? Phu nhân, ta đã quyết định từ bỏ chức quan. Phu quân, tại sao chàng hồ đồ quá vậy? Chỉ vì một suy nghĩ mê tín hoang đường mà đòi từ bỏ tương lai tươi sáng?
Cho dù chàng không nghĩ cho bản thân chàng, thì cũng nên vì thiếp mà suy nghĩ lại chứ. Phu nhân, cha mẹ sinh ta ra, nuôi ta, dạy dỗ ta. Nếu như không có cha mẹ vất vả cực nhọc, thì đâu có ta và nàng ngày hôm nay. Công danh lợi lộc sau này chúng ta có thể tìm kiếm lại. Công ơn cha mẹ, không báo đáp thì sẽ không kịp. Phu nhân, nhờ nàng đi thu dọn hành lý. Ngày mai ta từ quan rồi khởi hành. Ân tình ta nợ nàng, ta nhất định sẽ báo đáp. Phu quân, chàng đâu cần gấp gáp như vậy. Cho dù muốn từ quan thì cũng phải bẩm báo với thái thú. Trước khi từ quan về quê, chàng cũng nên bàn giao công việc rồi mới đi. Không được, không thể chần chừ. Ta đã quyết định làm như vậy. Phu nhân không cần phải nhiều lời. Thiên hạ đang yên lành, tự mang âu lo vào người. Thiếp sẽ theo chàng về quê xem sao. Thiếp chỉ sợ tới lúc đó chàng có hối hận cũng không kịp. Mẹ, con về rồi đây. Mẹ. Cha. Lâu Nhi, sao các con quay trở về? Mẹ, cha làm sao vậy? Cha của con bệnh rồi. Nhưng mà cha đang mắc bệnh nghiêm trọng, tại sao mẹ không báo cho tụi con một tiếng? Cha con không cho mẹ báo tin. Ông ấy nói khó khăn lắm triều đình mới trọng dụng con. Vừa mới bổ nhiệm cho con làm huyện lệnh thất phẩm, con mới nhậm chức, còn chưa làm được thành tích gì. Kêu con trở về đây tức là hủy hoại tiền đồ của con. Tỷ đưa muội đi chơi có chịu không? Dạ được tỷ tỷ. Muội muốn ăn kẹo. Muội muốn ăn kẹo. Được rồi, muội muốn ăn gì tỷ tỷ mua cho muội. Ăn kẹo thôi, ăn kẹo thôi. Lâu Nhi à? Dạ. Có phải con cũng muốn đi chơi không? Không, con muốn đọc sách. Tử viết: quân tử hiếu thảo cha mẹ, hiển nhiên trung thành với vua, kính huynh trưởng, ắt sẽ tôn trọng quan trên. Trị gia giỏi tất sẽ có tài trị nước. Bản thân có đức tính tốt mới có danh tiếng về sau. Lâu Nhi, đoạn chương tiết này được gọi là Quảng Dương danh chương. Cha muốn hỏi con, con lý giải như thế nào về hiếu đạo của con người? Con nói cho cha nghe thử. Ý của chương này là muốn nói phải hiếu thảo với mẫu thân bằng tấm lòng hiếu thảo với phụ thân. Phải phụng sự quốc gia bằng tấm lòng tôn sùng phụng sự phụ thân. Làm vậy vừa có thể giữ được bổng lộc và chức vị, lại vừa có thể canh giữ tế tự của tổ tiên. Đây chính là hiếu đạo của nhân sĩ. Đúng vậy. Giờ cha muốn nghe lý giải của con về đại hiếu. Tiểu hiếu là hiếu với phụ mẫu, đại hiếu là hiếu với quốc gia. Không tiểu hiếu thì vô tình, không đại hiếu thì bất trung. Giỏi lắm. Lâu Nhi, con phải nhớ, đại hiếu luôn luôn quan trọng hơn tiểu hiếu. Với con mà nói, hiếu đạo lớn nhất chính là hoàn thành chí nguyện gian dở của phụ thân, sau này vào triều làm quan, góp sức vì nước. Đọc đi con. Cha. Cha. Cũng tại hài nhi bất hiếu, hài nhi đặt về trễ rồi. Cha. Sao con lại về đây? Cha. Cha bệnh nặng tới như vậy, sao hài nhi không trở về cho được chứ? Sao con biết là cha bị bệnh? Phụ tử huyết mạch tương thông, phụ thân bị bệnh, đương nhiên hài nhi phải cảm nhận được. Nói năng nhảm nhí, chắc chắn là bà bảo tin cho nó.
mà kêu nó về đây đúng không? Lão già, ông không cho tôi báo với nó, tôi đâu dám làm trái ý ông. Cha, quả thật cho Hà Nhi tôi cảm nhận được. Mấy hôm trước con thấy trong lòng bất an, đổ mồ hôi suốt, nên suy đoán chắc là trong nhà đã xảy ra chuyện. Vì vậy hai đứa con cố tình về đây để thăm cha mẹ. Dạ phải, cha, mẹ. Lúc đó con cũng không tin lắm, nhưng giờ nhìn cha bị bệnh nằm trên giường, đúng thật là phụ tử liền tâm, tâm ý tương thông mà. Được rồi, Lô Nhi, vậy công việc ở huyện nha sang lăng con sắp xếp như thế nào? Không dám giấu cha, Hà Nhi đã từ quan rồi. Hả? Con... Nè, ông bình tĩnh lại đi. Cha. Lão già. Người là cha. Người tử, người mau quỳ xuống lại cho ta. Lúc người còn nhỏ, ta đã dạy người phải chú trọng đại hiếu mà. Chẳng lẽ người đã quên hết rồi hay sao? Cha, Hà Nhi không dám quên. Có điều cha bị bệnh nặng mà con lại không ở bên cạnh, không thể báo đáp công ơn phụ mẫu, thì con khác gì cầm thú chứ. Lũ Nhi, lần này chẳng phải cha đã hủy tiền đồ của con sao? Không phải đâu cha. Làm gì chi tại bốn phương, ôm hoài bảo thiên hạ, chi lẫn dương xa. Lần này con tự quan như vậy, biết bao giờ mới có thể trở ra làm quan góp sức cho quốc gia. Cha, xin cha đừng tức giận. Không, cha không tức giận nữa. Con đứng lên đi. Lâu Nhi, đứng lên đi. Con tự quan ắt hẳn là sai, nhưng tâm lòng yêu thảo đúng là hiếm có. Nghĩ lại thì chắc đây cũng là phước phận của cha. Nhưng có điều là... Cha, theo như Hà Nhi thấy, chỉ cần là người có tài năng thì sẽ như Bình Nguyên Quân thời Xuân Thu nói: người tài như cái dùi để trong túi, đầu nhọn sẽ lòi ra. Chỉ cần con có tấm lòng báo quốc thì sau này vẫn có thể trở ra làm quan góp sức cho quốc gia mà cha. Chuyện tới nước này rồi thì cũng chỉ đành vậy thôi. Cha, vậy cha ráng nghỉ ngơi đi. Con đi mời Lan Trung cho cha ha. Lâu Nhi à, đừng con. Sống chết có số, phú quý nhờ trời. Bệnh tình của cha có lẽ không chữa trị được nữa. Tâm lòng cha, của con, cha đã được nhìn thấy bằng mắt, cha vui ở trong lòng. Giờ cha có chết đi cũng không hối tiếc nữa. Cha nói thật là cha không hề hối tiếc nữa. Cha, xin cha đừng nản lòng mà. Cha cố gắng dưỡng bệnh thì sẽ khỏi bệnh ngay mà cha. Y quán Tùng Linh. Kính chào lão tiên sinh. Vị tiên sinh này là... tại hạ Vũ Kiềm Lâu ở Kinh Châu, nghe nói tiên sinh y thuật cao minh, muốn nhờ tiên sinh khám bệnh giúp cho phụ thân. Vũ Kiềm Lâu Kinh Châu, có nghe nói cha ngài có phải là Vũ Canh Dịch không? Phải. Sao lão tiên sinh biết cha của tôi? Là như vậy. Mấy hôm trước mẹ của cậu có tới y quán kêu đồ đệ của ta tới khám bệnh cho cha của cậu. Trước lúc hắn ra về đã kê phương thuốc, vậy nên ta mới biết ông ấy. Vậy thì tốt quá. Vậy là phiền lão tiên sinh tới nhà tôi khám bệnh giúp cho cha tôi. Cha tôi uống thuốc xong hoàn toàn không có chuyển biến. Đồ đệ của ta nói bệnh tình cha của cậu sau khi uống vài thang thuốc thì không có biến chuyển, vậy cũng không có cách gì để chữa trị đâu. Lão tiên sinh, thôi được rồi, thấy cậu có lòng hiếu thảo, lão phu sẽ đi với cậu một chuyến. Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ.
Để tôi. À, mời. Mời. Xin mời tiên sinh, hay là tiên sinh ăn chút gì trước đi? Không cần khách sáo, khám bệnh quan trọng hơn. Dạ, bên này. Mẹ, Lan Trung tới rồi. Phu quân. Đây. Tiên sinh, tình hình của cha tôi như thế nào rồi? Ông ấy thật không dám giấu, mạch tượng yếu ớt, không còn thuốc cứu chữa. Tiên sinh, thật ra là vì nguyên nhân gì vậy? Trời ơi, đến khám quá trễ. Hiện giờ bệnh đã vào xương tủy. Ta thấy hay là cậu mời đại phu khác tới khám thử. Cũng tại tôi mà. Cũng tại tôi mà. Cũng tại tôi mà. Vũ tiên sinh, mau đứng lên đi. Sao cậu lại nói như vậy hả? Không dám giấu gì tiên sinh. Tới hôm qua tôi mới trở về. Nếu tôi về sớm hơn vài ngày thì cha tôi đã không ra nông nổi như thế này. Tiên sinh đừng quá đau lòng. Thật ra tôi vẫn còn một cách nữa. Hả? Là cách gì vậy? Tùng Tư ở cách đây 100 dặm có ngọn núi Hoàng Bồng. Trên núi Hoàng Bồng có một cao nhân là Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh? Tương truyền là hậu nhân của Hoa Đà. Ê, người này trị được bách bệnh. Nếu cậu tìm được ngài ấy, không chừng sẽ cứu được. Được, vậy thì tôi đi tìm ngài ấy liền. Nhưng cũng phải chuẩn bị đồ đạc rồi mới đi chứ. Tôi đã chậm trễ một ngày thì bệnh của cha tôi sẽ nặng hơn một ngày. Tôi đi sớm ngày nào thì sẽ có thêm cơ hội cứu cha ngày đó. Phía trước là núi Hoàng Bồng rồi. Ngươi không lên núi với ta được. Đi đi. Đại ca. Vậy. Đại ca. Xin làm phiền đại ca, xin hỏi thần y Hoa tiên sinh sống ở nơi nào vậy? Huynh vượt qua ngọn núi này, đến ngọn núi kế tiếp là tới. Được, đa tạ. Không có gì đâu. Lã tiên sinh, xin hỏi Hoa tiên sinh sống ở đây phải không? Nhìn sắc mặt của vị tiểu ca đây, tìm ông ấy tin chắc là muốn hỏi xin thuốc có đúng không? Thật không dám giấu, tôi đến từ Kinh Châu,
Phụ thân tôi bệnh nặng, nghe được đại danh của Hoa Tiên Sinh nên tới giờ cứu mạng. Từ Kinh Châu tới sao? Tôi thấy bộ dạng cậu rất mệt mỏi và vất vả, hãy mau vào nhà uống hớp trà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không, 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 không kịp nữa đâu. Làm phiền lão tiên sinh vào thông báo giúp tôi một tiếng. Ta chính là Hoa Tiên Sinh, đang định lên núi hái thuốc. Cậu tới tìm đúng lúc lắm. Vậy cậu mau nói chứng bệnh của cha cậu đi. Bệnh của cha tôi một lời khó nói hết. Ngay cả Lan Trung nổi tiếng nhất ở y quán Tùng Linh cũng đã tới khám. Chính ông ấy giới thiệu tiên sinh với tôi. Lan Trung ở y quán Tùng Linh cũng đã khám rồi. Vậy ông ấy nói sao? Mạch tượng suy yếu, hết thuốc cứu chữa. Y quán Tùng Linh cũng đã nói hết cách cứu chữa. Vậy thì ta cũng không còn cách gì. Cậu hãy quay về đi. Hoa tiên sinh, vì muốn cứu cha tôi, ngay cả chức quyền lĩnh Sáng Lăng tôi cũng đã từ bỏ. Nếu như tiên sinh có thể cứu mạng cha tôi thì suốt đời này tôi xin nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ơn nghĩa. Nào, cậu có lòng hiếu thảo, lão đây kính phục. Nhưng mà y quán Tùng Linh cũng đã bó tay. Chỗ của ta thật tình không còn cách gì hay hơn. Hay là về đi. Vì muốn kiểm tra xem có đúng là không trị được không, ta còn một cách này. Nếu như xem xong mà thấy được, cậu lại tới tìm ta. Được, xin hỏi tiên sinh là kiểm tra cách gì? Cách này tuy là đơn giản nhưng mà e là khó làm. Không biết cậu có đồng ý làm theo hay không? Không sao hết, không sao hết. Tôi xin cứ nói được của ngài. Lên núi đào xuống biển lửa, tôi cũng sẽ không từ nan. Muốn biết cha cậu có chữa được hay không thì cậu phải nếm thử phân của ông ấy như thế nào. Nếu phân có vị ngọt, vậy chứng tỏ tỳ tạng của ông ấy đã mất hết công dụng, bệnh vào xương tủy, không thể chữa trị. Nếu như phân có vị đắng chát, tức là tỳ tạng của ông ấy vẫn còn có thể cứu chữa. Lúc đó thì chúng ta sẽ dùng thuốc để điều trị, không chừng sau này bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt. Vậy xin đa tạ Hoa tiên sinh trước. Bây giờ tôi sẽ về báo kiểm tra ngay. Nếu kiểm tra ra, tôi sẽ quay lại báo với tiên sinh. Được, cậu đi đường phải hết sức cẩn thận. Dạ. Chàng sao có thể nếm phân được chứ? Phải làm vậy thật sao? Lâu Nhi, con muốn thử thật sao? Dạ. Lâu Nhi, sao phải khổ như vậy? Sống chết do trời định, dương thọ đã tận, dù là ai cũng không cứu được. Mẹ, Hoa tiên sinh nói như vậy rất có lý. Kiểm tra chất thải để phán đoán bệnh nặng hay bệnh nhẹ không phải là cách nói hoang đường. Con cảm thấy con có thể làm thử mà. Phu quân, vị Hoa tiên sinh đó không biết chừng mực. Ông ấy nói vậy, chàng cũng tin sao? Ta... Lâu Nhi, con có lòng hiếu thảo, mẹ đã nhìn thấy. Nhưng bệnh của cha con, mấy hôm nay mẹ cũng đã chứng kiến. Quả thật rất khó hồi phục. Chúng ta chờ thêm một thời gian nữa. Nếu ông trời phù hộ, cha con chưa tận dương thọ thì sẽ tự động vượt qua bạo bệnh. Nếu không, chúng ta cứ chuẩn bị hậu sự đi. Mẹ, con đừng hành hạ bản thân nữa. Thấy con làm vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ. Mẹ. Phu quân, mẹ nói phải đó. Người xưa đã nói, thân thể đầu tóc là cha mẹ ban cho. Chàng hành hạ bản thân như vậy thì cũng tức là bất hiếu với mẫu thân. Mẹ, phu nhân, những đạo lý mà hai người nói con đều hiểu rõ. Nhưng mà hiện giờ cha vẫn còn sống, chúng ta không thể không cứu cha được. Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, con cũng nhất định phải cứu cha. Hai người đừng có nói nữa, con đã quyết định rồi. Lâu Nhi. Mẹ, không sao đâu. Thank you.
hãy nghe lời mẫu thân đi. Chỉ cần dương thọ của cha chưa tận, dù chàng không thử thì cha cũng khỏe lại. Phu quân, Nếu như dương thọ cha đã tận, chàng có mời Lan Trung giỏi tới đâu thì cũng không cứu được cha đâu. Không cần nói nhiều, bỏ mặc cha ruột của mình không lo, sao xứng làm kẻ làm con, sao báo đáp ơn dưỡng dục. Lâu Nhi, Lâu Nhi, cha sẽ bỏ chúng ta ra đi thật hay sao chứ? Cha định làm bỏ rơi cả nhà mà đi hay sao? Hài Nhi còn chưa kịp báo hiếu với cha, cha nhẫn tâm rời bỏ tụi con sao? Trời ở trên cao, bắt đầu làm chứng. Diễu Kiềm lâu này xin thề, nếu như có thể đổi mạng cho cha tôi, Diễu Kiềm lâu xin bị được chết thay cho cha. Ông trời ơi, xin ông hãy tha chết cho cha của tôi. Cha, Lâu Nhi ở đây. Lâu Nhi, đâu cha ngồi dậy con. Lâu Nhi, tối hôm qua cha đã nằm mơ thấy Bắc Đẩu Tinh thay Bạch Kim Tinh báo mộng cho cha, nói là sắp đưa cha đi rồi. Cha đừng có suy nghĩ lung tung, cha hãy yên tâm dưỡng bệnh đi mà. Lâu Nhi, con nên phân thử bệnh. Thật ra cha đã biết rồi, còn hiếu thảo cổ kim hiếm có, phải nói là ngàn người có một.
Còn Hiếu Thảo như vậy, cha có chết cũng không hối tiếc nữa. Có điều là cha có một tâm nguyện mà con vẫn chưa làm giúp cha được. Cha, cha nói đi, con nhất định thực hiện tâm nguyện giúp cho cha. Cha đã dạy con từ nhỏ, hiếu đạo thật sự có ba dạng, con còn nhớ chưa? Dạ con nhớ. Ba dạng hiếu đạo, dạng hiếu cao nhất là hiếu với quân vương, để cha mẹ được hưởng hiếu thảo suốt đời. Kế tiếp là hiếu của sĩ đại phu, phải tạo dựng sự nghiệp, làm việc hiếu nghĩa. Hiếu thấp nhất là hiếu với bá tánh bình dân, phải ra sức làm việc hiếu nghĩa. Hiếu là quy tắc cơ bản nhất ở trên thế gian này, dù là ai cũng không ngoại lệ. Khi làm việc hiếu nghĩa phải thận trọng suốt đời. Con của tôi nhớ rất rõ. Trong lòng cha vô cùng vui sướng. Nhưng mà Lâu Nhi à, bây giờ con làm được chưa? Cha, hiện giờ Lâu Nhi vẫn chưa làm được, nhưng mà sau này chắc chắn con sẽ làm được, để cho cha hài lòng. Con câu thành gia lập nghiệp, con hiểu không? Dạ hiểu. Khi nói thành gia lập nghiệp, tức là nói thành gia trước lập nghiệp sau. Lập nghiệp là sự bảo đảm cơ bản cho gia đình ấm no hạnh phúc, cũng là nền tảng để hiếu thảo. Nói hay lắm, con nói hay lắm. Nhưng mà Lâu Nhi à, sau khi cha mất rồi thì con nhất định phải tạo dựng sự nghiệp bảo hiếu quốc gia, thì chữ hiếu đạo mới được viên mãn. Xin cha yên tâm, con nhất định sẽ làm được. Đúng là một đứa con ngoan. Cha, ba ngày sau thì người cha qua đời. Vũ Kiệm Lâu an táng phụ thân xong thì thụ hiếu 3 năm, sau đó giữ chức thái thú quận thục. Đến triều Lương, ngài thăng chức lên làm tán kỵ thường thị, hoàn thành tâm nguyện của phụ thân. Vũ Kiệm Lâu làm quan có nhiều thành tích, giáo hóa bằng lòng nhân ái, làm quan thanh liêm, được bá tánh quý mến. Câu chuyện hiếu thảo, nếm phân lòng lo âu của ngài ấy cũng được lưu truyền đến ngày nay, được người người ca tụng. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.